Đây là cho mẹ mình xem là ở đây nó bán. Mẹ đặc trưng, mẹ nhìn đi bất ngờ không? Mẹ có bất ngờ không? Mọi người biết không, ở đây nó có xoài ngâm nha. Mình mới biết ở đây có xoài ngâm đấy. Mới về 12.69 à. Mà xoài... Xin chào mọi người, hôm nay là gia đình nhà Phương sẽ đi Costco. Tính ra là 2 tuần chưa đi rồi. Và hôm nay là khách, vị khách đặc biệt trong đời luôn. Sẽ lần đầu tiên đi Costco nha mọi người. Đợt trước là chưa đi mà mình không dẫn mẹ đi á, đợt mẹ sang á. Đợt này là lần đầu tiên mẹ được đi Costco xem là có cái gì mới mới hay hay cho mọi người xem nha. Đây đây em Lucy. Con chào mẹ cô chú. See you later, puppy. Chào mẹ cô chú. See you later, sau. Quen rồi. Ok, dạ. Yeah. Mình đi thôi, bố chết nói xin chào. Xin chào, let's go. Đây là Costco bán cái xe này nè mọi người. Xe này đẹp, đẹp hơn xe hôm bữa nha. Của Volvo. Nó tám dưới đóng cửa mà chỗ này nó to phải gấp 3-4 lần Big C ấy mẹ. Nó dịch vụ gì nó cũng có nha mẹ. Đồ ở đây, đồ ăn ở đây cái gì nó cũng nhiều nha mẹ. Nó gọi là bán xỉ mẹ. Như Metro Việt Nam á, bán xỉ. Có bánh mì luôn. Nó đi vào đây này, đấy, quá trời đồ giảm giá, vitamin đấy mẹ. Vitamin giảm giá đến 23 tháng 7 này. Quá trời vitamin luôn. À, cái này là chống cho người huyết áp cao hoặc giá gấp 36 còn bây giờ còn 28 là khoảng 600 ngàn Việt Nam. Người ta mua vitamin ở đây gửi về Việt Nam không á? Ừ. Hai loại đều, cái này thì mắc hơn một tí. Nhưng mà nó có 180 viên lận. Còn bên này nữa nè mẹ. Đó. Cũng là vitamin nhưng mà vitamin trẻ em. Xong bên kia là zinc, là kẽm này. Đi qua đây. Chỗ này cái gì nó cũng có nha. Cái này là cái hộp mà protein á. Là hộp dạng như là đầy đủ các chất trong đây này. Uống là đầy đủ hết luôn. Còn này là cái chữa khớp này mẹ. Xương á. Bổ trợ tim này. Đấy. Giảm thôi, giảm giá nha. Đến ngày 23 tháng 7 còn 12.99 thôi. Magnesium là cái viên mỗi con mẹ hay uống buổi sáng con cho mẹ uống đấy. Ừ, khoảng 300. Đó, 300. 180 viên. Cũng phải được mấy tháng đấy. Là nghệ nè mẹ. Ôi, đợt này quá trời vitamin giảm giá 23 tháng 7 luôn nha mọi người. Vitamin D. Cái này là nghệ nè mẹ. Đó, bên kia cũng nghệ luôn. Mẹ nó chia thành cái em này, cái này nặng hơn là 2250. Còn cái kia có chỉ có 1500 thôi. Nó nhiều hơn á. Đây này mẹ này, cái này con nói cho mẹ là cái viên này là khi mẹ nhức đầu á, mẹ uống một cái mẹ tỉnh luôn. À, nhức đầu á? Nhức đầu này nọ là uống một cái. Nhưng mà phải xem là buổi sáng hay buổi tối nha. Nó có hai loại ấy. Đó. Cái này là giảm đau. Cái này là gọi là giảm đau đó. Nên mỗi lần là nó cho nhức đầu, nhức răng. Hoặc là người bị đau cái gì đó, hay đau lưng này nọ, đau chân, đau tay gì đó, uống vào là giảm ngay luôn. Đến giảm đến 23 tháng 7 luôn nè mọi người. 14.99 Advil. Thì cái này có 120, cái này viên treo này, có cái này viên bình thường là viên uống. Thì cái này giảm 4 đồng. Thì có 2 hộp nè. Thì có 120 viên một hộp. Còn cái này là có bao nhiêu? Cái này có 360 viên một hộp. Thì cái này gấp mấy lần chứ, gấp 3 luôn á. Mà giá lại ngang nhau. Ở giá này mắc hơn chút nè. Cái này là D. Lấy xương với ánh nắng mặt trời đó cần á. Này là dầu cá này mọi người. 23 tháng 7 tất cả mọi thứ 23 tháng 7. Cái này dầu cá thì nhiều hơn nè. Làm 300 viên. Còn cái này dầu cá chỉ có 130 viên. 300 viên là gần 1 năm á. Nếu mà uống 1 ngày 1 viên. Đó, giảm giá nha mọi người, 12.99 và 18.99. Cái brand này á, thì nó sẽ mắc hơn tí. Mắc hơn cái brand này. Là cái hãng này nè. Mắc hơn hãng này một chút. Là 18 đồng, cái này có 12 đồng mà nhiều hơn. Cái này là, mẹ nhớ cái này là ngày trước con mua ở Việt Nam, mang về cho mẹ, bạn mẹ cũng cho mẹ uống mà không có hiệu quả. Nhớ không? Cái đầu tóc với cả móng tay á, là mua ở đây nè. Còn 11.49 thôi. Còn cái collagen này nè, là cái sáng nay đưa cho mẹ uống, bây giờ giảm giá còn 15.99 nè. Thành 300 mấy.
Cái này là cái ấy này, cái này là sọt rác mà bao bán một cặp sọt rác này của Color. Đến ngày 23 tháng 7 giảm giá 24 đồng 99 này. Một cặp luôn. Cái này là nồi chiên không dầu. Đây đây đây. Khâu hèn. Nồi chiên không dầu nè. Giảm còn có 40 đến ngày 16 tháng 7. Mở ra sẽ nhìn thế này nè. Mẹ nhìn thấy nồi chiên không dầu chưa? Đổ vào đây mình không có đổ dầu vào. Chắc nhà chị Mỹ có rồi hả? Giảm còn 40 thôi. Đi qua đây. Cái này là cái mình đi ấy đó. Ừ, là đầy một tổng hộp các hạt mà nó hạn chế 25% đường nhá. Nó bán 10 đồng. Cái này mua về Việt Nam làm quà tốt lắm mẹ. Còn đây là mẹ này, cái bánh mochi đó mẹ. Bánh mochi đấy, bữa nói mẹ đấy. Ngon lắm. Ừ, cái bánh này mới này. Ừ. Cái này là hạt hạnh nhân mà nó có cái lớp kem cam ở ngoài. Nhìn lạ lắm, cái này mới về đấy. Cái này là ngon rồi. Nhìn hấp dẫn ha. Nó bán 15 đồng. Cái này mốt làm quà ngon lắm luôn đấy. Ừ. Này cái bánh mochi mà mua mấy bịch về. Ngon lắm nha mọi người ơi. Ai thích là nên mua nha, làm quà cũng được nha. Tại vì nó chia làm cái bịch nhỏ ấy. Ăn rất là ngon, mẹ mình rất là mê. Mẹ mình thích món này á. Đặc trưng luôn á. Đây là bánh dừa khoai môn, ngon cực kỳ luôn á. Nó giống như bánh dừa trên đây là khoai mè. Bánh dừa trên đây là mè nè mẹ. Còn dưới đây là môn. Con có ở nhà đó mẹ. Ngon. Đó, vào đây là cái gì cũng thích mua ha. À, mấy cái bịch này này dễ ăn nè mẹ. Mà cái này là nó biết sao, nó là bò khô kiểu Mỹ. Nó mặn lắm. Ở bên này là 14.99 một hộp. Mỹ nói là một bịch ngầu này là hơn 1 triệu Việt Nam. Mắc lắm. Cái này có bơ đậu phộng nè. Thì nó to hơn. Cái hộp này to hơn, nó bán 15 đồng. Cái gì đây? Cái này đang giảm giá nè. Cái này là táo sấy đó mẹ. Táo sấy đang giảm giá. Yeah, try this. Nó giảm còn có 2.97 đồng thôi mọi người. Rẻ lắm mà nó là organic nha. Chocola muối này. Ủa chocola muối. Lạ lắm luôn á. Đấy. 10 quá trời nhiều luôn, 10.99 đồng. Cái này có hạt ở ngoài. Cái này có hạt ấy. Cái này là béo. Nhưng mà ở Việt Nam mê món này này, con mê lắm luôn á. Quả sung ngâm chocola lạ chưa? Ngon đấy. 11.99 đồng sung á. Lạ ha. Xỉ. Bố chép cái đầu to đội sao vừa. Bố chép thử coi. Put on your head. Try it. Đấy, đầu to đội đâu có vừa. Không có nón nào vừa ông chép. Nó này nó là chống tia UV 50 luôn nha mẹ. Đó. Nó vẫn, đấy nó là cái quần này thì giảm giá cho nam này mọi người. Còn có 12.49 đồng đến ngày 17 tháng 7 nhá. Đó. Boxer. Ôi, quá trời đồ giảm giá mọi người ơi. Giảm giá sập sàn luôn này. 9.97 đồng tất cả mọi thứ ở đây luôn này. Đồ nam đó, quần của nam. Wow, mọi người thấy không? 9.97 đồng hết là hết luôn. Và 6.04 đồng là giảm lắm rồi đó. Giảm tận đáy rồi đó. Là số 00 đằng sau mọi người. Đó, quần đủ của nam nha mọi người. Và áo luôn này. Áo cũng đẹp chứ hả? Áo tay dài chống nắng luôn á. Và áo này cũng thế, hai cái luôn, chỉ có 9.97 đồng hai cái. Giá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Có cái đầm này là có cái túi ở bên này là đó, giống bé ngày mẫu mà. Giảm còn có 6.97 đồng thôi mọi người. Nhưng mà nó lại còn toàn size lớn mà có màu đen nữa nè. Ở màu đen thì có size nhỏ nè. Đó. 6.97 đồng thôi mọi người. Mà sờ vải rất là mát nhá. Nó như bé này mặc này. Đây là 32 độ đó. Đây là đồ ngủ giảm giá 12.97, 14.97 mọi người. Toàn đồ giảm giá. Chỉ là đồ ngủ mặc trong nhà mọi người. Tay dài và quần dài và tay ngắn là quần ngắn. Nó có 2-3 màu. Màu hồng, màu xanh. Nó hết là hết luôn nhá. Nice.
Wow, that's what you like, Jaden. I bought Ninja before, now belt buckle. Ooh, đó, chuẩn bị Halloween. Mà đã có đồ sẵn Halloween, sao mà sớm thế nhỉ? Bây giờ mới có cuối tháng nha. Mới có được giữa tháng 7 thôi mà đã có đầu Halloween rồi. I have more over here. Wow. Oh, what? Wait, look at this, Jaden. That's a ninja. Đó, đồ Halloween đã có rồi đó. You know what? That's cool. We don't have two. No. Look at this. I don't. Can we just use the pumpkin costume again? No. Năm ngoái là trên mặc đồ pumpkin là bí ngô. Tại vì em Lucy muốn mặc bí ngô. Mấy cái đầm xinh quá à. 13 đồng 99 à. 13 đồng 99 thôi mọi người. Costume này là 19 đồng. Ơ 29 đồng 99. Look at this. Huh? It's good for Lucy. What? They can be two little pirates. No. They don't have for girl. This isn't for girl. No, it's not for girl. Pirate. Hmm. Đồ quần áo cho các bé giảm giá mọi người. Còn 9 đồng 97 cho một set là 5 cái nha. Quần áo luôn à. Còn quần Adidas cho các bé còn có 4 đồng 97 thôi hả? Ở không của Water, the Weatherproof là brand Weatherproof chứ không phải là Adidas. Là cái này này mọi người. Đó, cho các bé trai. Ôi, 4 đồng 97 giá quá tốt luôn ấy. Mẹ qua đây kìa, đây mấy cái quần lửng lửng cho mấy người lùn nè mọi người. Cargo đó. Quần Capri đó mọi người, là lửng lửng đó, nó gọi là Capri. Đây là quần lửng này mẹ. Đến đầu gối luôn, có hai màu này, màu sọc và màu đen. Có cái quần là cái quần màu này đẹp nè, màu này đẹp hoặc là màu sọc hoặc là màu đen nha mọi người. Nó đến đầu gối mình nó cắt xẻ đặc trưng luôn à, lạ chưa? Nó bán là 15 đồng 98 nha mọi người. Cái này xinh này, cái màu này đẹp quá. Đó, như em người mẫu này mặc này, có giãn luôn nha mọi người. Mẹ thử quặp lên cổ thử coi là dư một đoạn một tí là vừa. Đấy là cách mình thử xem nó vừa bụng không mọi người. Ấy ra có dư một tí không? Cái này là size 8. Nó có độ co giãn. Vừa luôn hả? Gịt luôn hả? Vậy là đẹp rồi. Mẹ kéo cho độ giãn của nó, giãn cực kỳ giãn. Đó, thấy chưa? Ừ. Ừ, tuyệt vời. Bụng to nó thành bé luôn. Tại vì nó có độ giãn mà. Cái 15 đồng 98 này là điều khiển bụng đó mọi người. Nó ghi là tummy control này. Là bụng to là mặt nó thành bé. Thấy hay chưa? Ừ, mà bán ở Việt Nam bán này khoảng chừng 15 đồng 98. Mình bán khoảng là 350-400 đi. 350-400. Đấy, cái này nó cũng kiểu như vậy. Nhưng mà nó là quần tây mẹ. Cái hãng này là của Banana Republic, 24 đồng 99. Nó mắc hơn bên kia một chút, 10 đồng á. Hết là hết luôn. Nhưng mà Banana Republic là brand cực ngon rồi mọi người, rất tốt. Có 3 màu, màu đen, màu xanh và màu xanh lá cây. Banana Republic là vừa độ dài của mẹ mình luôn. Vừa dài luôn á. Thì cái này nó là crop. Sai bao nhiêu? Đây là có người muốn làm quen, cứ Việt Nam là muốn làm quen. Y chang như là hai cô là đi là thời trang giống nhau luôn á. Dạ vậy hả cô? À vậy hả? Dễ thương quá. Mặt đẹp nó che cái bụng. Cô đó nói là toàn đi mua đồ bên Marshall, là cái chỗ mà con hay làm video bà bộ hàng hiệu giá rẻ đó. Tí con mai mốt dẫn mẹ đi ở đây nhiều lắm. Meli, mẹ nghe cô nói không? Cô nói là ở đây nhiều quá là cứ mặc xong rồi không thích lại đi gửi cho đồ cũ ở Goodwill đó. Là chỗ đấy chuyên bán đồ cũ á. Đó. Ai mà dùng điện tử là máy tính là cái này giảm đến ngày 6 tháng 8 còn 1249. Đó, cái monitor và cái keyboard. Buổi tối là con hay đi vào đây tập thể dục á. Cứ đi dạo dạo này, xong không có gì mới. Người hay hay á, thường là nhiều đồ mới lắm.
nó thay thường xuyên luôn mẹ, nên đã nó có tủ máy giặt này nọ nè, có quạt Việt Nam luôn nhá. Thế mình thấy có cái ba lô của Puma, hôm bữa không thấy nè, giảm có 19/99 đến 16/7, mọi người có hai màu, màu đen và màu xám, mặc như này nè. Đó, 19/99. Đây cái Dyson này cũng giảm giá 100 đồng còn 399 nè. Cái máy Dyson này mẹ này, máy hút này mẹ này, máy hút này xài được lắm nha. Mà là V15 á, là mới đó. Cái model này model mới đó. Còn V10 thì là V10 giảm 100 đồng là cái em này nha. Còn V15 thì không giảm, V15 là 700, còn V10 là 400 nha mọi người. Đó. Robot hút bụi giảm đến 14/7 nè mọi người. Đó. Còn 559 nha. Cái này là silicon bag nè. Là cái giỏ để ấy đồ ăn mà bằng silicon mọi người, có 36 cái. Đủ size. Hết là hết luôn, còn 16/97. Nhìn là biết Việt Nam, cái này mới về nè mọi người. Một set 16 cái. Quá trời màu khác nhau nha. Cái đĩa này xinh mẹ ha. 50, 49/99 là cho 50 đi. Này là một cái rổ một set 3 cái. Stainless steel và không chống gì. 19/99. Đó, cái này mới về mình thấy có cái bàn bằng inox 149 đồng, hết là hết luôn. Như là trong nhà hàng họ làm đúng không? Di chuyển được luôn, có cái wheel nè. Như là trong nhà hàng ha. Nó không bị rỉ gì hết. Nó bán 3,5 triệu Việt Nam. Đây là chăn nè, core cover một set. Mà nó có cái bịch này hay quá ha. Nó tròn 3 cái luôn nha, một set 3 cái. 29/99 mới về. Ừ, rất là mềm nhưng mà nóng à. Đúng không? Đây là cái một set là gồm có cái rèm cửa, đây bán rèm cửa luôn nha mọi người. Cái này là giữ cửa rồi, còn cái này là rèm nè. Set 2 cái luôn mà blackout là che nắng luôn á. Che nắng 100% blackout à. Là cái cục, cái cây này là 21/99, còn cái này là chỉ có 24/99 thôi. Màu cũng dễ thương, có mấy màu nhỉ? Màu kem hơi trắng, màu trắng nữa. Màu xám và màu xanh hơi đậm, navy. Đó, ai cần thì mua mới về luôn. Sofa này. Sofa cũng mới à, hôm bữa không thấy này ta. Hôm bữa không thấy. Này là 1400 á, 1400 một set, vẫn tính ra cũng không mắc đâu. Nó có cái bàn ấy luôn. Có này nhỏ hơn, có 1000 này, cái này xinh này mẹ. Nhỉ. Cái này xinh lắm. Ừ, giống như con. Cây cũng đẹp nè. 19 đồng, 18 đồng. Ê, họ làm xoắn xoắn hay mẹ ha. Họ xoắn xoắn dễ thương ghê luôn á. Ờ, xinh nhở. Ờ, xinh quá. Này nó hút bụi ở trong nhà mẹ ha. Chép mê mấy cái đèn này lắm. Ông là rất là thích đèn luôn á. Ờ, không con trai mà nó thích đèn, đồ điện tử mẹ. Phụ nữ thì thích đồ điệu đà, chăm sóc nhà cửa, quần áo. Mẹ thấy ở đây sao? Đấy, đầy đồ chơi. Ở đây nhiều đồ ha. Đó, đa số họ mua ở đây xong họ gửi về Việt Nam, họ bán. Ừ. Đặc biệt là vitamin ở đây là bán rất nhanh. Đấy, mấy bố con đang đứng bên kia kìa. Bên này là rượu nè, họ bán rượu. Bên đấy hỗ trợ đĩa đệm để con kiếm vào mua. Ai đấy nha. Đấy, rượu quá trời rượu nha. Đi qua đây. Cherry đợt này giảm giá, bố chép mua rồi. Đó, bánh này mẹ thấy bánh không? Quá trời bánh luôn. Bánh họ làm tươi nha mẹ. Làm trong ngày á. Hay không? Ờ, đó họ làm bên kia kìa. Đó, bên đó họ làm bánh. Có bánh crepe của bên Pháp nè mẹ. Bánh crepe thì mẹ chắc chưa bao giờ ăn mà nó hơi ngọt nhé.
tại vì nó cho sô cô la vào á. Bánh mì baguette ở đây ăn tươi rất là ngon nha, nhưng mà đến khi ngày hôm sau nó cứng như là cứng chọi đá vậy đó. Ờ như là đó, 5.99 một cặp. Hai mẹ cháu. Kinh quá. Con đang nói thịt bò nó bực, nó bán thành tảng như thế này nè. Nhà hàng thì chắc được, mà cái mấy tảng này chỉ có 800 ngàn thôi đó mẹ. 850 rẻ không? Ừ, 850 Việt Nam. Con này là 1.253.000. Mua biếng một tảng. Tủ nhà mình đâu có vừa. Cái mẹ cái này đuôi bò nè. Đuôi bò nè. Có 32 đồng thôi, nấu phở rất ngon. Đó. Còn sườn bò nè. Ôi sườn này có 15 đồng thôi hả? Sao rẻ thế? Đây là sườn bò đấy. 15 đồng là rẻ lắm. Sườn bò luôn. Nhưng mà 25 đồng. Cái này có 17 đồng nè. Mẹ thấy cái nào được mẹ chọn đi. Con đâu biết đâu. Kiểu Mỹ nó ăn steak đấy mẹ. Cái này là ăn phở nè. Lucy come here Lu. Mẹ thấy cái tảng này nó bán là 100 đồng nè, 2.500.000 một cái tảng này. Rất là nhiều nha mọi người ơi. Vào đây là chỉ mê. Họ bán cái thịt bò á, tươi lắm. Này con nói mẹ là cái steak đây nè. Steak đó. Steak này ăn mà kiểu Mỹ đó mẹ. Họ nướng á, rất mềm á. 32 đồng thôi. Nhưng mà cái loại này nó có hơi mỡ mỡ thì nó nướng sẽ ngon hơn. Đó. 60-70. Nó to. Thái sẵn mỏng cho mình là 45. Còn này miếng tảng này là 64. Mà nó không có cái đỏ đỏ nó mới ngon này mẹ. Chứ còn này nó hơi ngả màu. Chưa mẹ là con cũng ăn nhiều. Bây giờ con không ăn mấy. Nhưng mà mẹ chọn đi. What you say? Bố chép hỏi là Việt Nam có ai mặc như này ra ngoài không? Bố chép cứ đùa. Không, mấy đứa nhóc thì có mặc chứ. Mua cái này về sườn nướng hai mẹ con mình ăn. Chứ bố chép đâu có ăn. Ooh, nice. Ôi chê, đàn này sao cao thế? Cao ngang bố rồi. Nhìn xuống dưới thì không phải. Bố chế mua cho em á. Mua tảng này về ăn nha. Này tươi á. Ồ, đây có sườn ấy này mẹ. Sườn cù. Lạ ha. Đây có sườn cù 11.99 mới về là mọi người. Rất là lạ ha. 20, 18 đồng tùy ha. Lucy cẩn thận con. Ngã giờ. Đây này mẹ. Cua đó, cua hoàng đế đó mẹ. 18 đồng, 19 đồng, 15 đồng tùy giá. Cái này có 16 đồng, hôm bữa con mua con mình con ăn thôi mẹ. Cá tươi chưa? Cá rất tươi á. Cá này họ bắt luôn á. 33 đồng 40. Cá hồi rất nhiều nhá. Cá hồi là ngoài biển. À cái này là bắt nè. Nuôi đó. Cá hồi nuôi 30, 40. Tôm này bắt ở Việt Nam, make in Việt Nam là thấy chưa? Đó, tôm bắt ở Việt Nam 40 một ký. Đây 40 nửa ký chứ lọ. Có vịt là 20. Một con 20. Mì chát chay là của Hàn Quốc á mẹ. Mì trộn á. Không cay đâu. Còn có 10 đồng à. À lộn. Không phải 10 đồng, 13.59. Nó trộn đấy. Ừ. I'm so hungry. Ok. Đúng rồi, bưởi này, bưởi hồng này 6.99, 5 pound là 2.5 ký. Bưởi hồng đó. Bưởi nào mẹ chưa bao giờ biết. Bưởi màu hồng. Đây là đồ làm ăn làm sẵn đó mẹ. 4.99 phải mấy chục năm nó thành lập đến tận bây giờ ấy, mà nó vẫn còn giá 5 đồng thôi. Một con gà rất ngon và thơm. Ừ mẹ chọn đi. Có 5 đồng thì thoải mái. Đó, mẹ chọn thoải mái có 5 đồng mà giá rẻ hơn Việt Nam nhỉ. Rẻ hơn không? Đấy mẹ cầm lên cho con xem. Giới thiệu cho Tuấn và Đạo. Ở Brazil 500 ngàn. Ở Việt Nam bao nhiêu? Việt Nam sợ đánh vào tay à? Là bao nhiêu? 200 hả? Đây đây, ít nhất là... Nếu mà tìm theo con gà này 2 ký là 200. Đây có Nescafe nè. 10.89 giảm giá đến 23 tháng 7 nè. Đó. Mật ong Manuka giảm còn 23.99 mọi người đến ngày 30 tháng 7 nha. Đây là cho mẹ mình xem là ở đây nó bán. Mẹ đặc trưng, mẹ nhìn đi bất ngờ không? Mẹ có bất ngờ không? Nó bán nước mắm Phú Quốc. Kinh chưa?
7 đồng 99, một là nó khoảng bao nhiêu nhỉ? 160 hả 170 Việt Nam ấy, mà nó có hai chai, lạ chưa? Đó, tự hào không? Ăn cái seaweed này ăn ngon cực kỳ mọi người. Chuẩn bị hết hàng là hết luôn này, 7 đồng 99 à. Oh no, đang giảm giá nha mọi người, còn 9 đồng 59 thôi. Đó, em này đang giảm giá, ai mua thì cần mua nè. Đây có món mới là ginger honey, là gừng và mật ong, 9 đồng 79, mới về mình mới thấy cái là rất tốt cho bao tử mình tiêu hóa đó. Mẹ bảo là my mom said you better get it, she said very good. Nó bán theo thùng kiểu này. Việt Nam, ở Việt Nam nó sang Việt Nam rồi. Cũng nhiều, nhiều nó lắm. Tự nhiên nó mang cây nó bán nhá, cây nó trồng nó thành. Rồi dừa bên đây to vậy á, 13 đồng 99. Thiên là sao có cái hoành thánh, cái gì nó cũng có, nhưng mà chắc nó sẽ không ngon bằng Việt Nam rồi. Thế nào ở đây rộng không? Rộng thanh thang, mênh mang. Cái gì cũng ấy, cái này hôm bữa ăn ngon lắm này. Mọi người mua này ăn thử thì rất ngon. Thịt gà và rau, nhưng mà bánh này là bánh ấy đấy, dumpling á. Nước dừa 9 đồng 99, giảm đến 23 tháng 7 nè. Bên Mỹ cái gì cũng tổng khổng lồ á. Sốt mayonnaise khổng lồ, nhưng mà không bao giờ ăn cái hãng này. Mà con chỉ ăn cái hãng này nè. Hãng này tốt nhất nè. Là dầu bơ. Mọi người biết không, ở đây nó có xoài ngâm nha. Mình mới biết ở đây có xoài ngâm đấy. Mới về 12 đồng 69 nè. Mà xoài này còn xoài organic luôn nha, hữu cơ. Không biết là ngâm chua ngọt hay sao ha. Xoài này xoài ngâm chua ngọt. Ôi lạ ha, mới về luôn á mọi người. Mình chắc không biết nữa. Hôm nay ăn thử không ta. Ôi, ở đây có bán collagen này mọi người. Collagen 31 đồng 99. Này là nổi tiếng, đang hot hòn ngọt một thời đó mọi người. Trên Amazon bán cũng giá này á. Này là tốt lắm. Chế độ keto cũng được nè, paleo. Này grass fed luôn nha. Này, what you say? So you're gonna eat pizza at the picnic place? Lucy, Jen thích ăn bánh pizza ở chỗ vui chơi cho em. Ok, Pepsi đang giảm giá mọi người, đang còn 23 tháng 7, còn 5 đồng 49 nè. Canxi. Mình thấy cái vitamin tổng hợp của Kirkland mà organic luôn nha. Là giảm giá còn đến 23 tháng 7 còn 15 đồng 99 là organic. Lucy, con lấy cái gì đấy? Nói cho mommy. Vitamin. Vitamin B. Vitamin B, nó tự chọn. Ui, hôm nay bà biết tiếng Anh luôn à? Vitamin B, đúng rồi. Vitamin B tổng hợp. Mình đang nói là cái nước chống mắt này là hiệu quả trong vòng 1 tuần nên mẹ bảo thật á. Đúng rồi đó. Có 30 đồng thôi. Đến ngày 23 tháng 7. Tháng 7 là hết hạn rồi. Ừ. Còn có 30, vậy là một tuýp này chỉ có 10 đồng thôi nha. Ai cần thì mua, mẹ mua không? Mua đi. Đeo cho đẹp gái. Và đây cái gì cũng muốn mua hả? Cái này cũng đang giảm giá này. Cho căng cổ á, cổ da, cổ mình ấy, cho nó căng ra. Này cổ này cho nó săn chắc là 33 đồng 99 của Tribeton. Còn online chưa giảm giá đâu. Giá ok, em này giảm giá này mọi người. Vitamin C peptide 33 đồng 99 của online. Cái này lạ chứ, có cái kem bôi người của Brazil 19 đồng 99, mới về mình mới thấy luôn á. Lạ ha. Nay mua khá nhiều mọi người ơi. Toàn là vitamin cho mẹ mang về Việt Nam. Với cả mua một tả, hai tảng thịt bò nhá. Mà nhà chỉ có hai mẹ con ăn thôi, bố chép không ăn. Mày là đến hẹn lại lên là ăn pizza. Trên chọn chưa? Thấy này đông không? Đông lắm. Nói chung ở đây lúc nào cũng đông á. Tại vì cái khu này chỉ có một Costco thôi. Là một chỗ này thôi, hoặc là bên kia thì có một cái. Pizza ở đây nó to cái này nè. To hơn Việt Nam nhiều luôn. Pizza. Pizza, đây bánh thịt gà. Khá hơi mặn. Picnic buổi tối nè. Gần 9 giờ tối rồi. Picnic buổi tối. Picnic ở Costco, mấy đứa nó thích ngồi ở ngoài trời nó ăn như thế. Xong nó chơi ở gần đây nè. Đó, giống như mấy video trước mình có quay đấy. Nó thích như thế, nó bảo mẹ ơi đi ra ngoài đây ăn đi. Mày lần đầu tiên cho bà ăn. Bà ăn thử miếng gà đi, ngon lắm. Gà ăn nóng với ngon mẹ. Đây mọi người, đây là những món nhà Phương mua hôm nay. Mua một số vitamin cho mẹ làm quà về Việt Nam. Cái này là đang giảm giá nè mọi người. Kem nâng cổ đó mọi người, cho các cô mà bị sệ cổ, nhăn cổ đó.
Còn cái món này mẹ mình muốn thích ăn. Tất cả những món này là mẹ Phương rất là muốn thử và rất là thích ăn. Muốn thử là làm món barbecue thịt bò đó. Với cả nước lựu nè. Rồi táo sấy khô để ăn, bố chép ăn thử thôi. Còn cherry đang giảm giá nhé. Chả giò cherry đang giảm giá, mọi người nên mua nếu mà mình thấy là ngon đó. Mọi người mua ăn thử đi. Còn này cho em trên ăn bữa sáng đó. Bên trong nó có cuộn với cả trứng và mấy cái phô mai mọi người. Sausage nữa. Đó vậy thôi. Còn cái này là mới nè mọi người. Ginger tea, nghĩa là gừng và mật ong. Trà gừng mật ong để mà uống, bố chép uống để cho nói chung là nó nhuận trà, nó tiêu hóa tốt. Thế thôi, đây là những món mình mua hôm nay đấy. Mẹ thấy thế nào, bên này cái gì cũng gì, cái gì cũng to và nhiều ha. Ở đây ở bên này vừa to vừa nhiều á. Vừa to vừa nhiều, cái gì cũng to và nhiều. To và nhiều. Đó, nên là mua một con gà nhìn muốn ăn, đến khi ăn rồi chỉ có ăn một cái đùi là no rồi. Cái gì cũng to. Nhưng mà cái thịt bò nhìn hấp dẫn ha. Nướng rất là ngon đó. Ngon mà nhiều. Nhiều lắm, rất nhiều. Cái gì cũng to thật. Ừ, cái gì cũng to. Mà cái gì cũng tươi đó. Ừ, tươi ngon. Ừ. Rẻ. Ừ, cũng rẻ nữa. Ừ. Nói chung nhìn cái Lucy nói làm sao? Ừ. Ngon. Yeah, ngon. Cái gì ngon? Đến giờ con lấy giúp con chào ông bà cô chú chưa? Con lấy con ôm bà. Con ôm bà, con chào ông bà cô chú. Con cảm ơn ông bà cô chú xem video của gia đình nhà con. Yeah, con cảm ơn ông bà cô chú đã xem video của gia đình nhà con. Và hẹn mọi người. Con cảm ơn. See you later, puppy. See you later, puppy. Đấy, chỉ thích nói như thế thôi. Ok, tạm biệt mọi người và hẹn mọi người video tiếp theo ạ. À.